bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, tính đến 18 giờ ngày 5 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 142 ca mắc COVID-19 mới, tăng 2 ca so với ngày hôm trước. Như vậy, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay là 35.604 ca. Sau đây là tổng số ca mắc COVID-19 của từng địa phương tính từ đầu dịch cho đến nay. Đức Hòa 13.553 ca, Bến Lức 8.277 ca, Cần Giuộc 6.312 ca, thành phố Tân An 2.415 ca, Cần Đức 1.822 ca, thị xã Kiến Tường 874 ca, Thủ Thừa 689 ca, Châu Thành 348 ca, Vĩnh Hưng 343 ca, Thạnh Hóa 219 ca, Tân Thạnh 196 ca, Tân Trụ 181 ca, Tân Hưng 135 ca, Mộc Hóa 122 ca và Đức Huệ 118 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày 5 tháng 11, có thêm một trường hợp tử vong và 97 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 32.668 người. Trong ngày có 5 địa phương không phát sinh ca nhiễm mới, đó là thị xã Kiến Tường cùng các huyện Vĩnh Hưng, Châu Thành, Tân Trụ và Đức Huệ. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thì toàn tỉnh với 15 trên 15 huyện, thị xã, thành phố đang ở cấp độ 1, tức là ở mức nguy cơ thấp, bình thường mới. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, có 176 trên 188 đơn vị đã cấp độ 1, 12 trên 188 đơn vị ở cấp độ 2, gồm xã Tân Thành, Tân Long, huyện Thủ Thừa, xã Long Hậu, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa Đông, Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, xã Bình Hòa Tây, Tân Thành và thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Căn cứ vào cấp độ dịch của tỉnh, vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành công văn về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An để phù hợp với tình hình thực tế. Các biện pháp này bắt đầu áp dụng kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Rất mong mỗi người dân hãy nghiêm túc thực hiện các quy định này để cùng nhau thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bản tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.